Mệnh nam tên là Nguyễn Thế Vinh, địa chỉ TP Hà Nội, mệnh là Lộ Bàn Thổ, ngày sinh dương lịch là 22 tháng 9 năm 1990, lúc giờ 4, ngày sinh âm lịch là 4 tháng 8 năm 1990, lúc giờ dần sinh vào năm canh ngọ có ngũ hành là Lộ Bàn Thổ tháng ất dậu có ngũ hành là tuyền trung thủy ngày canh dần có ngũ hành là tùng bách mộc giờ mậu dần có ngũ hành là thành đầu thổ với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu. Mộc 6% là quá ít, hỏa 5,6% là quá ít, thổ 38,8% là quá nhiều, kim 32,9% là hơi nhiều, thủy là 16,8% là cân đối, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố một là do vấn đề thời gian hai là do môi trường tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh lộ bàn thổ có nhiều ngũ hành thổ là thổ chủ về tín tính tình đôn hậu người thổ thịnh thì thắt lưng tròn mũi nở lông mày thanh tú mắt đẹp tiếng nói vang và lưu loát trung hiếu chân thành độ lượng giữ lời hứa hành động chắc chắn kết quả Người mà thổ khí mạnh quá thì đầu óc cứng nhắc, hiểu biết chậm. Tính tình hướng nội, thích trầm tĩnh. Người mà thổ khí không đủ thì sắc mặt ủ rũ, mặt mỏng, mũi ngắn, lòng dạ ác độc, bất tín. Vô tình, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình họ nguyễn đối với mệnh này là trung bình ngoài ra họ nguyện ý nghĩa là người có lòng nhân từ sự hiếu thảo đi kèm với mưu trí và quan sát mưu trí ở trên cao giống như nước của thượng nguồn Đam mê sắc dục, ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc, được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên thế đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên thế ý nghĩa là quyền lực. Sức mạnh, uy lực. Tên thế thường dùng để nói đến người khỏe mạnh, uy nghi, tài giỏi và có quyền lực trong tay. Ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim. Tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ. Tên mà tốt thì có được thành tựu, tên xấu thì vất vả gian nan, nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn, tên Vinh đối với mệnh này là tốt, ngoài ra tên Vinh ý nghĩa là người giàu sang, phú quý, sự nghiệp thành công vinh hiển. vẻ vang ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành hỏa hay có nhiều ngũ hành, mộc vào trang website. Tên hay bế cưng.com Có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi. Địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hà Nội. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành thủy đối với mệnh này là trung bình thủ đô Hà Nội nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trong phạm vi từ 20 độ 34 đến 21 độ 18 vĩ độ Bắc và từ 105 độ 17 đến 106 độ 02 kinh độ Đông, tiếp giáp với 8 tỉnh là Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình cùng Phú Thọ phía Tây, mùa nóng bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8, khí hậu nóng ẩm vào đầu mùa và cuối mùa mưa nhiều rồi mát mẻ khô giáo vào tháng 9 và tháng 10. Mùa lạnh bắt đầu từ cuối tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Từ cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 2 rét và hanh khô. Từ nửa cuối tháng 2 đến hết tháng 3 lạnh ẩm và mưa phùn kéo dài từng đợt. Trong khoảng tháng 9 đến giữa tháng 11, Hà Nội có những ngày thu với tiết trời mát mẻ.